Hello, chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Way of Life của Linh. Linh đang đứng ở thành phố Deventer. Cái thành phố này nếu mà người theo dõi clip mà đi xe lửa nè, rồi những cái lễ đi cần thì Linh đang quay hôm nay. Và Linh hiện tại bây giờ thì ngoài cái lễ đi cần thì họ còn có cái chợ mở nữa. Và cái chợ mở này á, thì mọi người coi clip mà chợ ở Hà Lan á, sẽ thấy là nó như thế nào. Nhưng mà đây là cái chợ vào cái mùa đông ở một cái thành phố khác, cho nên Linh muốn quay lại cái clip để chia sẻ cho mọi người coi cái cảnh mà họ mua bán ở đây như thế nào nhé. Đi theo Linh nào. Đây thì là mình vào chợ mở. Mọi người thấy cái Linh quên rồi, Linh nghĩ là cái nhà thờ. Thì ngày trước có những ai mà giống như là người ta đầy nhà giàu dắt cháu đi chơi đây. Ngày xưa đó, nếu mà mình mà bị gọi là ăn cắp ăn trộm thì sẽ bị xử ở đây nè cả nhà. Đem lại nhà thờ này treo lên những chỗ này. Mọi người ơi, nhìn chợ đây nè, họ đang bán đây là những cái nhánh cây thông 3 đồng một cành, 4 đồng thì 4 cành 10 đồng. Để có cái nhà hả? Mình bắt đầu cái chương trình của clip hôm nay là cái chợ hoa nhé. Thì đây là cái chợ hoa vào mùa đông. Họ có bán những cái cây thông tươi. Lẽ ra nếu hôm nay Linh không đi quay clip này thì Linh đã đi mua cây thông tươi với gia đình Linh rồi. Và Linh không biết đến khi nào thì Linh sẽ mua thông đây, tại vì ngày mai Linh lại đi chơi tiếp. Mọi người thấy hoa khô này, họ bó thành cái bó như vậy rất là đẹp. Ở đây cũng vậy. Cái bó nhỏ là 17 đồng 50. Ôi, 11 đồng 50. Còn bó lớn là 17 đồng 50 nha cả nhà. Và ở đây là có những cái đồ trang trí cho mùa đông. Mình thấy luôn á. Ở cái thành phố Linh ở thì nó lớn hơn cái chỗ này, nhưng mà hoa vào mùa đông thì nó lại không có nhiều giống như là ở đây. Ở đây có nhiều cái mẫu mã đẹp quá. Như đây là những cái củ huệ hay cái gì á cả nhà. Hoa thủy tiên. Họ sơn màu xung quanh như vậy đây. Hôm nay tại vì có cái lễ đích cần cho nên rất là nhiều người đến thành phố này, thì tranh thủ vừa đi chợ và vừa đi lễ luôn. Bên đây có cái quầy bán xúc xích đủ loại. Đây là cái chỗ bán cá, bán gà, và họ có làm
cái gì là ta có làm chả giò nữa đó cả nhà. Và đây á, là cái tiệm chả giò của người Việt của mình. Và đây là cái tiệm cá. Cái tiệm cá này là ở Anh và ở Hà Lan nó rất là phổ biến. Cá chiên đó cả nhà, cá lăng mục chiên á. Mọi người nhìn thấy cái khói nó bay ra ngoài vào mùa đông như vậy thật là ấm áp đó cả nhà hả? Công nhận Linh khoái ăn thật nha. Nãy giờ cứ nhìn mình, nãy khi mà mọi người xem cái clip mà Linh quay chung á, cái clip ít cân á, thì Linh đã ăn bánh mì rồi đó nha. Mà giờ mới vừa ăn xong luôn á, nhưng mà nhìn thấy người ta đứng ăn như vậy nè, thấy cũng thèm nữa, muốn ăn nữa. Đây là tiệm bánh của người Thổ. Đây là một cái tiệm cá chiên đó nha cả nhà. Ở Hà Lan cái tiệm cá này rất là phong phú luôn. Nhưng mà ở bên Anh thì họ ăn với rau củ, còn bên này thì họ ăn không thôi. Con lươn khô nữa đó cả nhà, con lươn á. Chỗ đó thì bán rau cải. Nói chung cái clip này Linh không quay cho cả nhà coi tất cả các quầy đâu, mà Linh chỉ quay những cái quầy nào mà đặc biệt tượng trưng thôi. Đây là tiệm kẹo, thì tất nhiên tiệm kẹo là mọi người sẽ thấy rất là nhiều con mít rồi. Cả nhà biết không, lâu lắm rồi Linh không có trở lại đây như là Linh đã nói, và Linh đi lạc đó cả nhà.
đáng lẽ là đi lại con đường này để Linh đi về nhà thì Linh lại đi ngược lại. Linh đi ngược lại rất là xa luôn. Đây là những cái mứt này cả nhà. Mứt này là làm có nhiều vị và bạc hà, vị gừng và trong đó là kẹo ngọt đó cả nhà. Và mình ăn thì nó có đường nhiều. Mùa đông thì ăn cái kẹo đó rất là ấm. Trời ơi cả nhà ơi, bây giờ là phải chen chút đi lên cái cầu này để đi về nhà nè cả nhà. Kinh dị quá đi. Thôi thì mình phải chen vào thôi, tại vì mình muốn về nhà mà, nếu không thì làm sao mình về nhà được. Trời ơi, bây giờ mình đi qua cái cầu thì họ lại mở cổng ở dưới cho mọi người đi qua. Và mọi người thấy không, con người đi vào vẫn còn cái đống luôn á. Kinh khủng thiệt. May quá là mình đã đi vào cái con đường này rồi. Bây giờ mình đi về chứ mình không phải đứng ở chỗ đó để chở về với cái lễ hội Dickens nữa. Nếu cả nhà có coi clip của Linh đó thì hiểu là tại sao Linh đi tới đây. Cái clip mà Dickens Festival cả nhà thì mọi người hiểu tại sao Linh tới đây nhé. Hy vọng là mình không còn xếp hàng để mình đi ra nữa nha cả nhà. Mình sợ lắm rồi. Cả nhà ơi, cả nhà đã đi một vòng chợ Noel, cái chợ gần như Noel chứ không phải là Noel mà là cái chợ đó tinh thần với Linh rồi. Cái mặt của Linh nó tê cứng hết đó cả nhà. Bây giờ thì Linh đón xe lửa để đi về thành phố của Linh. Mọi người xem clip này nghe Linh nói là đón xe lửa. Vì sao Linh đón xe lửa thì cả nhà hãy lục lại cái mấy cái video của Linh đó thì coi là Linh đã đón xe để đi tới thành phố này và đi vào cái lễ Dickens. Bây giờ thì Linh về nhà đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Đây là chạm xe lửa đây. Đó. Bây giờ thì Linh đi về. Chúc cả nhà một ngày thật vui và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nhé. Bye bye.